tập những đòn cơ bản của Moi và kickboxing cùng nhà vô địch thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu, trải nghiệm taekwondo với huy chương vàng SEA Games Lý Hồng Phúc, tìm hiểu về võ gậy, bi sắt, khám phá nét thú vị của vân di, yoga bay cùng nhiều môn thể thao khác dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia thể thao để có được nền tảng cơ bản, cảm hứng tập luyện và tất cả đều miễn phí. Đó là những gì học viên nhận được khi tham gia lớp hướng dẫn tập luyện miễn phí các môn thể thao lần thứ hai được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Đối với mình, cái môn boxing này là nó mang một cái tính hiện đại và rất là mới lạ đối với mình. Cô Hiếu cũng là một vận động viên rất là tài năng và mình muốn học hỏi những kinh nghiệm đó. Ở bộ môn Bungee này, chúng ta sẽ hướng đến là theo nhịp điệu tập và mỗi bài dạy nó sẽ hoàn toàn khác nhau, cho nên nó sẽ gây hứng thú cho người tập mới, mỗi ngày là một điều mới. Chúng tôi đã cũng hợp tác với cả Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ triển khai nhiều hơn nữa các lớp thể thao cho người khuyết tật và rất hy vọng là sẽ được nhiều các đơn vị hưởng ứng và tạo lên một phong trào cộng đồng cùng rèn luyện thể thao thật là hiệu quả. Đợt 3 lớp hướng dẫn tập luyện thể thao miễn phí dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2024.